Vâng, thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, hôm nay nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai khẩn trương làm việc, tranh thủ đạt năng suất chất lượng cao nhất ngay từ ngày làm việc đầu năm mới. Không khí sản xuất kinh doanh nhộn nhịp với khí thế phấn khởi. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 8 ngày, sáng nay ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024, hàng ngàn công nhân công ty cổ phần TKG Trang Quang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa đã có mặt từ sớm để chuẩn bị bắt tay vào sản xuất. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công ty đã dành hơn 500 tỷ đồng để chi trả thưởng Tết cũng như tổ chức các hoạt động vui xuân và các chuyến xe đưa người lao động về quê đón Tết. Với sự chăm lo chu đáo, gần 30.000 người lao động rất phấn khởi quay trở lại sản xuất trong ngày đầu tiên với tinh thần lạc quan, kỳ vọng vào công ty trong năm 2024. Hôm nay đi làm mình thấy rất là vui và háo hức. Sau một kỳ nghỉ Tết thì cũng cầu chúc cho mọi người được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc và công ty được thật nhiều đơn hàng. Rồi chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Năm mới là công ty của mình được phát triển hơn nè. Rồi ngày đầu tiên đi làm để em chúc công ty mình làm ăn lúc nào cũng luôn phát tài nha. Rồi với lại ngày hôm nay đi làm thấy vui, may mắn. Dạ. Đại diện công đoàn cơ sở công ty cho biết trong ngày đầu tiên làm việc trở lại sau Tết Nguyên đán năm 2024 đã có trên 90% người lao động tham gia làm việc với khí thế hăng say, sôi nổi của những ngày đầu năm mới. Ngày làm việc đầu năm, Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với Ban giám đốc công ty lì xì 200.000 đồng cho toàn thể người lao động đi làm trở lại đúng ngày quy định, đồng thời tổ chức quay số may mắn để thưởng vàng cho công nhân trong ngày đầu năm. Ban giám đốc công ty và Ban chấp hành công đoàn chúng tôi đã sẽ đi đến từng nơi làm việc của người lao động để thăm hỏi động viên người lao động. Bên cạnh đó thì sẽ lì xì cho tất cả người lao động đi làm ngày hôm nay, mỗi người 200.000 đồng. Và chúng tôi sẽ có thêm một cái hoạt động nữa là quay số may mắn để dành cho lộc đầu năm cho những người may mắn, trong đó có giải nhất là 5 chỉ vàng 4 số 9. Cùng với các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, trong ngày hôm nay, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng ra quân lao động đầu năm. Như tại công ty Nine House ở thành phố Biên Hòa, đơn vị chuyên tổ chức sự kiện cho thuê nhà xưởng văn phòng. Trong năm 2023 vừa qua, đơn vị này đã tham gia lắp dựng các thiết bị nhà tiền chế và hình LED cho các sự kiện lớn trong tỉnh Đồng Nai như Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai, lễ ban giao mặt bằng cảng hàng không quốc tế Long Thành, các hoạt động kỷ niệm của các doanh nghiệp, ngày hội công nhân. Trong ngày đầu tiên làm việc của năm mới, đơn vị đã họp mặt đầu xuân để xin chúc Tết và triển khai ngay nhiệm vụ quan trọng sắp diễn ra là lắp dựng các thiết bị sự kiện cho lễ giao quân 2024 của thành phố Biên Hòa tại trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Do đó, tất cả người lao động đều phấn khởi bắt tay vào làm việc để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Một số nhân viên ở quê xa cũng đã kịp thời có mặt tại công ty từ hôm qua để hòa chung không khí lao động đầu năm mới. Em ở Bình Định mới vào sáng hôm qua, sau tối hôm qua khi là được có thông tin là công ty có sắp tới sẽ có một sự kiện rất là ý nghĩa, đó là lễ tuyển quân bộ đội năm 2024. Cho nên là em cũng sắp xếp thời gian để vào để đảm bảo tiến độ các công việc cùng anh em cùng công ty. Trong cái niềm phấn khởi đầu năm cũng như là một cái sự kiện lớn, sự kiện trọng đại của thành phố Biên Hòa, thì các anh em trong công ty rất là hớn hở đấy, và cũng có một cái hy vọng cho một năm 24 thì mọi việc nó suôn sẻ và có nhiều đơn hàng, có nhiều khách hàng để mình tiếp tục công việc để của công ty. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, năm nay số lượng công nhân lao động quay trở lại làm việc trong ngày 6, 7 Tết không nhiều như mọi năm. Tuy nhiên là do kinh tế khó khăn đều cắt giảm, nhiều doanh nghiệp đến ngày 19/2 cũng nghỉ Tết với hoạt động trở lại. Với các doanh nghiệp hoạt động trong hai ngày này đều là những doanh nghiệp có đơn hàng ổn định. Do đó, người lao động đi làm cũng hy vọng vào một năm mới công ty sẽ phát